Hello, chào tất cả các bác quay trở lại với kênh Di động MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2023 thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ nha các bác nhá. Bác nào mà lần đầu tiên xem kênh của em cho em xin một nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Bên em thì chuyên quay video review về các dòng điện thoại thanh lý giá rẻ của cửa hàng. Các bác ở Hà Nội, các bác qua trực tiếp cửa hàng điện thoại của em là 111 Triều Khúc, Hà Nội nhá. Giờ làm việc ở cửa hàng của em ấy thì từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Còn lại ngoài giờ đấy thì em về nhà em còn quay video các kiểu cơ. Thế nên là anh em qua thì từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều nhá, cho đến 18 giờ chiều. Đấy, thì bác nào Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng em để xem máy, còn nếu mà ở xa xem video thấy cây nào phù hợp đặt cọc cho em qua số điện thoại hotline 0911003229. Bên em chỉ dùng duy nhất đúng một số thôi, ngoài ra không một số nào khác nhá. Anh em đặt cọc qua số này, qua Zalo hoặc là gọi điện cho em cũng được, tin nhắn, SMS các kiểu nhá. Xem video thấy ưng cây nào phù hợp thì anh em gọi điện cho em, số điện thoại thì em để trên màn hình đây. Anh em cứ cần cây nào phát là gọi ngay nhá. Bây giờ thì em sẽ quay video review về các dòng điện thoại mà cửa em đang có này. Hôm nay thì cái lô lốt 20 Ultra 5G nhà em về vô số nhiều luôn chứ không phải nhiều, mà giá cực kỳ hợp lý, chỉ từ 8 triệu 3 đến 8 triệu rưỡi một cây thôi nhá. Trước khi quay cái dòng đấy thì em quay các cái dòng rẻ tiền hơn một chút. Anh em nào mà cần các cái dòng đấy thì anh em tua qua các đoạn sau thì những cái dòng cao tiền nó sẽ hiện lên. Còn đầu tiên em sẽ quay những cây rẻ rẻ tiền thôi đấy, cho anh em nào mà cần hàng thanh hàng rẻ rẻ tiền. Cây này là một cây Samsung Galaxy M31 nhá, M31 này. Máy thì mọi chức năng hoạt động ok hết. Màn hình thì màn AMOLED M31, hai sim hai sóng phiên bản Việt Nam. Đây Samsung M31 nhá, M21 phiên bản Việt Nam, màn hình AMOLED. Pin 6000 thì có này, pin con này thì gọi là siêu trâu luôn, nhưng máy này thì có hai nhược điểm. Có một nhược điểm là bị lưu ảnh nhá, bác nhìn chữ dành cho bạn này. Đấy, con này bị lưu ảnh trên màn hình. Màn AMOLED của nó thì rất hay bị lưu như này. Thế anh em về dùng thì nó không ảnh hưởng gì hết nhá. Nó chỉ gọi là trông lưu thì nó hơi khó chịu tí khi để lên trắng thôi. Thực ra nó rất là mờ. Anh em nếu mà dùng thì thích thì để về lên đen như này này. Đấy, để về chế độ này là ok. Và cây này thì RAM của nó RAM 4/64GB, mọi chức năng thì hoạt động ok, full hết mọi chức năng các bạn nhá. Cây này thì pin rất là bền luôn, pin 6000 mAh, hình thức nó hơi xấu này, nói thẳng ra nó là vỏ nó hơi xấu nhá các bạn nhá. Các bác về dùng cái ốp lưng là ngon. Cây này em thanh lý cho các bác giá là 1.500.000 nhá, 1.500.000 thôi, một cây Galaxy M21 pin 6000, ước được hết pin cây này luôn nhá, rất là trâu luôn. Tiếp theo giới thiệu đến các bác một cây 6 Plus phiên bản 16GB, máy bypass mất vân tay các bác nhá. Bypass mất vân tay 16GB thôi. Rất là hầm hố và ngon. Cây này thì mọi chức năng thì hoạt động ok hết, bypass nhưng mà vẫn dùng sim mình siếc các kiểu bình thường các bác nhá. Đấy, dùng sim bình thường. Mọi chức năng dùng full, không có lỗi lầm gì hết. Đấy, tất cả mọi chức năng này em bao full hết nhá. Cây iPhone 6 Plus này là pin là 100%, cây này thanh lý 9.5 thôi. 9.5 thôi, thanh lý rất là rẻ luôn. Anh em cần thì cứ gọi thẳng cái số điện thoại em để trên màn hình kia nhá. Cái số kia kìa. Đấy. Có đúng một số thôi, không nhầm được đâu. Cái này em thanh lý 9.5 này. Tiếp theo một cây 6S Plus 32GB, máy quốc tế, mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, mọi chức năng hoạt động ok hết, tất cả mọi vân tay vân tủng các kiểu ngon lành, sim sóng wifi wifi các kiểu ngon, thanh lý 1.500.000 nhá. À 1.600.000, cây này thanh lý 1.600.000, cây này là cây 6S Plus phiên bản 32GB. Đấy, những cái cây này thực ra em thanh lý rất là rẻ thôi. Đấy, gọi là hàng chủ yếu là thanh lý, gọi là thu hồi vốn rồi. Những cái cây này gọi khách mua máy tại cửa hàng em xong là bán lên đời thì em thu lại thôi, chứ còn cây những cái cây này em bán chả có lãi lời thì mấy đâu các bạn. Thanh lý 1.500.000 cái con 1.600.000 cái con 6S Plus này thì thực ra lãi gì đâu. Cây này em thanh lý cho các bác giá là 1.600.000 nhá. Tiếp theo một cây iPhone X này, cây này hôm nay bay trượt cho mấy bác rồi, gọi mấy bác chốt mồm nên là em không gửi hàng đi được. Mấy bác thì chốt cứ bảo tối tối chuyển khoản cọc và mất hút luôn. Thế này cây này em lại quay lại các bác nhá. Cây này là cây iPhone X, hình thức nó tầm 95%, mọi chức năng hoạt động ok. Đây, iPhone X nhá, mên màn zin, pin thay mới 100%. Màn này thì cũng là màn em thay rồi nhưng mà thay loại màn zin nhá các bác nhá. Nên là yên tâm là nó là màn zin và không ảnh hưởng gì. Đấy, màn zin dùng rất là mượt luôn. iPhone X bản VNA 64GB, pin thì cây này là 100%, cây này mới thay pin xong, cây này tay em thay pin. Đây 100% pin, mọi chức năng hoạt động ok, cam kiếp chụp ảnh ngon. Đấy, cam cũng chụp ảnh ngon các bác nhá. Cây này em thanh lý cho các bác giá là 4 triệu thôi. 4 triệu cây iPhone X nhá. Đấy, rẻ như cái iPhone 8 luôn. Rẻ hơn cái iPhone 8 Plus luôn. Tiếp theo thì một cây
Note 10, cây này là Galaxy Note 10 phiên bản Hàn Quốc. Cây này thì đã bán cho bác dùng mấy tháng rồi và bác lại bán lại để lên đời. Cây này thì hình thức của nó thì hình thức đẹp đây nhá, hình thức rất là đẹp luôn, mới toanh luôn này các bác này, màu đá sắc rất là đẹp luôn. Cây Galaxy Note 10 5G. Anh em nào chốt cây nào thì cứ gọi thẳng cho em nhé, hoặc ép Zalo thì nhắn tin vào luôn, không cần đợi em xác nhận kết bạn đâu, vì một ngày lượng người kết bạn rất là đông, em không thể xác nhận được hết. Anh em cứ gọi thẳng luôn vào Zalo hoặc gọi điện cho em là em sẽ nghe máy nhé. Tiếp theo thì cây này là cây Galaxy Note 10. Cây này thì bên trên của nó hơi đốm nhẹ một tí và hơi bị phản quang một tí này. Cây này nói chung dùng rất là lành nhé. Đây này, nó hơi bị phản quang như này một tí thôi. Đấy, dùng rất là lành luôn. Cây này em đã bán cho bác dùng rất là lâu rồi và bác lại thanh lý lại nên đòi cây khác. Cây này em bán cho các bác giá là 3.600.000 nhé. 3.600.000 một cây Galaxy Note 10 màu đa sắc này. Đấy, tiếp theo giới thiệu cho các bác một cây S10. Cây này đẹp tầm 98-99%. Cây này là cây S10 Plus nha. S10 Plus phiên bản Mỹ. Bản Mỹ này thì anh em chỉ dùng được một sim thôi, nhưng mà nó sẽ chạy chip Snap rất là ngon luôn. S10 này, anh em nào mà dùng một sim thì dùng bản Mỹ này quá là sướng nha các bác nhá. Quá là sướng luôn. Cây này cây S10 Plus bản Mỹ một sim. Máy thì màn hình đẹp trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì hết nhá. Cây nào chỉ cần ám nhẹ, lưu ảnh nhẹ thôi là em báo luôn. Đấy, tình trạng thì có như nào em báo thế, rất là rõ ràng luôn. Cây này thì RAM 8 128GB, mọi chức năng hoạt động ok nhá. Cây Galaxy S10 Plus, pin của nó là 4001 này, RAM 8 128GB, máy cam kép nhìn rất đẹp luôn. Màn trong veo đẹp 98%, cây này hàng đẹp các bác nhá, hàng đẹp. Cây này em thanh lý cho các bác giá là 5 à đây, cây này thanh lý 4.8 thôi. Thanh lý cây này 4.8 thôi các bác nhá. Cây S10 Plus này thanh lý 4.8. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bác một cái lô điện thoại là Note 20 5G phiên bản Mỹ. Đấy, lô này em bán cực kỳ chạy luôn và hàng các bác đặt rất là nhiều. Lô Note 20 5G phiên bản Mỹ này thì em có màu đồng và màu đen, hiện tại còn đúng hai màu thôi. Màu đồng này em cũng bán vợ rồi, em còn mấy cây, nhưng màu đồng này thì em bán đắt hơn màu đen một chút các bác nhá, vì hàng nó hàng zin chất mà nó lại đẹp. Đây, cây này màu đồng, màu đồng hiện tại em còn đúng 4 cây thôi. Hôm qua có 5 6 cây em bán vợ đi rồi, các bác đặt rất là nhanh. Màu đồng các bác nhá, đây màu đồng như này này. Đấy, mọi chức năng thì hoạt động ok hết. Cây Note 20, nhiều bác cứ hay bị nhầm Note 20 với S20 với Note 20 Ultra. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem kỹ nhá. Đây là một cây Galaxy Note 20 hàng A, hàng đẹp các bác nhá, hàng đẹp tầm 97%. Mọi chức năng thì bao full và bao zin luôn. Đấy, hàng đẹp như này thì em thanh lý cho các bác giá chỉ có 6.200.000 một cây Note 20 phiên bản Mỹ. Và Mỹ này thì hai sim, hai sóng. Đây, cấu hình của nó như sau. Cây này nó hết pin rồi, 0% pin. Cấu hình của nó như sau nhá. Kích thước màn hình của nó là 6.7 inch. Đấy, 6.7 inch, màn tràn viền, hai sim, hai sóng. Đấy, hai sim, hai sóng đầy đủ tiếng Việt, CF Play các kiểu. Khi gửi đi em áp dụng quốc tế cho anh em. Note 20 5G, hai sim, hai sóng bản Mỹ, màn 6.7 inch, rất là đẹp các bác nhá. Bản Mỹ màu đồng này rất là đẹp luôn. Cái này thì kích thước màn hình là 6.7 inch, loa kép cam trước đục lỗ. RAM của nó là RAM 8 trên bộ nhớ trong là 128GB nhá. Dùng thì rất là bình thường và rất là ngon luôn. Cây này thì RAM 8 trên 128GB, pin 4300. Cây này thì chip Snap 865, có chip rất là mạnh luôn nhá. Mọi chức năng hoạt động ok. Cây này em thanh lý giá chỉ có là 6.200.000 một cây. Đây là cây số 4 này, 6.200.000, hình thức vỏ đẹp. Răm nhẹ này, cây này răm nhẹ một tí nhá. Cây này anh em nào lấy em fix chúng còn fix 100 luôn. Cây này răm nhẹ một tí, cây số 4 này 6.1 nhá. Đấy, răm nhẹ này. Cây số 3, lưng đẹp này, lưng gọi là phẩy rất là nhẹ thôi, nói chung là có phẩy nha các bác nhá. Còn nếu mà không có vết xước nào thì anh em chỉ có đi mua mới thôi. Còn những cái hàng lướt này thì nó cũng có phẩy, nhưng là máy zin nên anh em dùng rất là yên tâm luôn, là bền. Những cái hàng Samsung này em bán rất là nhiều, một ngày em gửi đi vài chục cây là chuyện bình thường. Cây Note 20 bản Mỹ này em thanh lý 6.2 triệu, cây số 3 này nha anh em nhá. Cần cứ gọi điện trực tiếp luôn, số điện thoại thì lúc nào cũng trên màn hình kia. Đấy, 6.2 triệu, cây số 3, vỏ viếc đẹp này các bạn này, vỏ vùng các kiểu ngon lành luôn. Cây số 2, cây này thì cũng ok luôn, vỏ vùng ngon, chấm rất là nhẹ, gọi là nhẹ lâm tâm như chân con kiến dẫm lên đây thôi. À, như kiểu chân con kiến mà nó đậu lên cái vỏ này thôi các bạn nhá. À đây, con này thì bị lưng nó bị dạn tí chỗ này này. Cây này em fix luôn 200 nhá, cây này 6 triệu. Đấy, anh em nào mà chốt thì gọi cho em, cây này thì chỉ có 6 triệu thôi. Bán ra thì sẽ tặng cho các bác ốp lưng sạc cáp dám màn hình đầy đủ hết. Đấy, 6 triệu cây này. Thực ra cái vỏ này nó chả ảnh hưởng gì, cái nhựa này thay có 50.000 cái xong cái lưng này thôi, nhưng mà cửa em sẽ không thay, em fix thẳng 200 cho các bác luôn nhá. Cây này thì viền đẹp này, viền khá luôn này. Cây này là cây số 2, thanh lý luôn 6 triệu. Đấy, 6 triệu cây này các bác nhá. Tiếp theo cây số 6 này,
Cây số 6 ok. Cây này lưng đẹp, viền đẹp. Cây này 62 nhé các nhá. 62, cây số 6, cái chỗ này cái mực viết lên là lau đi hết thôi, lau đi gần như là hết nhé các nhá. Đấy. Cây này thì dùng một thời gian cái mực này nó mờ đi thì cái mực này người ta viết lên đây. Đấy. Cây này thì cây số 6 này thanh lý luôn 62, màn đẹp trong veo không ám ố gì hết nhá. Màn cái lô này của em là em chọn màn rồi nên các anh em cứ yên tâm, đây em chưa dán màn hình. Đấy, chọn màn nên cứ yên tâm 100% là không có xước sát, không có ám ủng gì hết nhá. Đấy, cây này là cây số 6 này thanh lý 62. Tiếp theo ngoài ra thì em có cả màu đen. Màu đen thì sẽ rẻ hơn. Cây này cây đẹp nhất thì chỉ có giá 6 triệu thôi. Màu đen thì nó rẻ hơn nhiều các bác nhá. Cây này 8, cây số 8 này thanh lý 6 triệu, lưng thì hơi phải nhẹ một tí, nấm tấm nhẹ một tí đi. Viền đẹp này, cây này viền rất là ok luôn nhá. Viền vùng các kiểu ngon. Đấy, viền ngon. Gọi là xước thì xước rất là nhẹ. Màn ok, màn trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì hết. Khi bán ra thì được máy được áp dung quốc tế luôn các bác nhá. Dung quốc tế ngon lành cành đào luôn. Cây này thì em thanh lý 6 triệu, đây là cây số số 8 này các bạn này. Cây số 8 thanh lý 6 triệu cho anh em. Ngoài ra thì em có hàng 5 triệu 8 nữa. 5 triệu 8 này thì có cây số 7 này, số 11 này. Đấy, hàng 5 triệu 8 này lưng cũng ok. Nói chung là cũng xước nhẹ thôi. Đấy, xương xước nhẹ thôi các bạn nhé. Chủ yếu là viền thì nó hơi phẩy một chút. Như cây số 7 này em thấy 5 triệu 8 nó rất là hợp lý này. Viền vùng ngon. Đấy, xước nhẹ rất là nhẹ. Lưng tinh này thôi, trừ 200 nghìn. Những cái dòng này thì các bác dùng ốp lưng là xong. Màn hình thì đẹp, keng, xe beng này. À, trong veo trong vắt luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì hết. Cây này em đang tắt nguồn nhưng yên tâm là không có ám ố lưu ảnh gì hết nha. Cây nào chỉ cần ám nhẹ em báo luôn. 5 triệu 8 một cây lốt 20 bản Mỹ. Đây màn trong vắt luôn này, trong vắt từ trên dưới luôn nhưng không ám không lưu gì hết. Đấy các bạn nhìn chưa, rất là đẹp nha. Cây số 11 thanh lý luôn 5 triệu 8 nha. Ngoài ra có cây rất là nhiều, hàng 5 triệu 8 này còn nhiều lắm. Đây, còn cây số 1, cây số 12, đại loại em rất là nhiều nên em phải đánh số như này. Anh em nào chốt cây nào thì cứ đọc số lên nhá. Đây, cây số 1, cây số 12 thì viền hơi phải nhẹ tí. Đấy, tặng ốp lưng, dán màn hình sạc cáp đầy đủ cho các bác. Dán màn hình em dán sẵn, màn thì đẹp trong veo, không có xước sát, không có ám ố gì hết nhá. Màn, riêng màn rất là đẹp luôn. Thực ra em nghĩ là kể cả mà vỏ có đẹp đến mấy ấy, thì anh em về dùng cũng dùng ốp thôi. Về đằng nào cũng đặt trên Shopee cái quả ốp 30.000 thì có mà đẹp hay xấu thì nó cũng thế rồi. Quan trọng nhất là cái màn hình và chất lượng máy thì dùng ngon các bác nhá. Riêng nhà em bán ra thì những cái dòng Samsung này em bán rất là nhiều. Các bác dùng thì chỉ có thấy khen sướng thôi. Đấy các bác nhá, chỉ thấy toàn khen là sướng mới mượt. Cái lốt 20 số 1 và số 12 em thanh lý luôn 5 triệu 8. Đấy anh em nào mà chốt cái dòng lốt 20 5G này thì gọi cho em. Máy thì em tổng quát lại cấu hình của bọn này. Cấu hình của bọn này nha, kích thước màn hình là 6,7 inch, loa kép cam trước thì đục lỗ, thiết kế hiện đại, màn phẳng tràn viền như này nhá. Rất dài luôn, có bút S Pen đầy đủ này. Đấy, máy thì thiết kế đẹp, 3 cam sau và đèn flash. Riêng dòng này chụp ảnh thì cực kỳ phê luôn. Các bác đừng hỏi là chụp ảnh có led hay không. Đấy, đừng hỏi là chụp ảnh có led hay không vì nó quá led rồi các bác nhá. Đây này. Nó quá led rồi các bác ạ. Đây, cái riêng cái ảnh con này thì nó gọi là quá led chứ không phải là gọi là led nhá. Cái này thì hiện tại thì chạy chip 865 và RAM 8/128GB bản Mỹ, hai SIM nhá. Cái lô này của em là toàn là bản Mỹ thôi. Anh em nào mà hỏi bản Hàn thì em không có đâu. Đấy, bản Mỹ, hai SIM, hai sóng, trong đó có một eSIM và một SIM vật lý. Đấy, một eSIM để anh em ra nhà mạng kích phát phút mốt xong xong cái eSIM. Cái này em thanh lý cho các bác giá là bao nhiêu? 6 triệu 2 đấy nhá. Cái lô này thì em thanh lý từ 5 triệu 8 cho đến 6 triệu 2. Đấy anh em nào mà cứ từng cây một như thế rồi, cứ thích cây nào nào nhắn tin cho em qua Zalo kia, sau chó chốt hoặc fanpage di động MV, em để link chi tiết dưới mục mô tả cái video ấy, cứ nhắn tin qua fanpage cái nào chốt cây nào gọi cho em nhá, thì nhắn tin cho em xong em sẽ quay video cho các bác. Thực ra trên đây em quay rất là kỹ rồi nên anh em cũng hạn chế là bảo em quay video với chụp ảnh lại, bởi vì trên này em quay cũng khá là kỹ rồi nhá các nhá. Nhiều khi em bận mà cứ bảo quay video một lúc sau em mới quay được ấy, chứ nhiều khi bận gói hàng rồi bận test máy rồi bận lau chùi máy các kiểu thì cũng thời gian để mà quay video từng cây một cho từng người một. Thế nên là trên này em quay cũng là em cũng là quay rất là kỹ từng cây một để mong muốn làm sao mà hạn chế nhất là mỗi một máy là quay lên như này là đấy, ví dụ như cây nào phải viết chỗ nào thì em báo luôn, để gọi là thực ra khi mà chụp ảnh lại thì nó chỉ như này thôi. Đây nó chỉ như này hoặc như này, làm sao mà led bằng trên video được. Đấy, trên video em quay các góc cạnh này rất là nhanh như này thì các bác nhìn cái là bác thấy luôn màn hình bằng nhiếc các kiểu. Đấy, máy thì bao full tất cả mọi chức năng rồi, gọi chủ yếu anh em nhìn hình thức thôi, chứ còn chức năng thì em bao full hết rồi các bác nhá. Rồi màn trong veo này không ám ố gì, em đã bảo không ám ố là sẽ không ám ố các bác nhá. Đấy, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thì các bác thanh toán, sai đâu bên em chịu. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây
S21 Plus, cây này màu tím bản Samsung Việt Nam. Anh em bây giờ lại thích chơi hàng chơi đồ Mỹ hơn là chơi đồ Việt Nam. Những cái cây Việt Nam này em thấy dùng rất là ngon luôn, hình thức đẹp 98%. Nếu anh em nào mà người dùng cơ bản ấy thì em nghĩ là dùng bản Việt Nam này cũng rất là hay. Bản Việt Nam này thì nó sẽ dùng được Samsung Pay nha các bác nhá. Dùng được Samsung Pay luôn. Cây này là cây S21 Plus Samsung Việt Nam. Hình thức đẹp 98%, máy màu tím rất là đẹp này, màu tím viền vàng này. Đấy, viền vàng màu tím nhá. Đây các bác nhìn viền rất là đẹp nhá. Đấy, mọi chức năng em bao full hết. Màn đẹp trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì nhá. Kích thước màn hình của bọn này là S21 Plus này ấy, nó là 6,7 inch. Màn hình này màn AMOLED. Đấy, AMOLED tràn viền như này. Màn phẳng nhá. Màn phẳng thiết kế đẹp, cầm cực kỳ đầm tay luôn. Con này cầm rất là đầm tay luôn, rất sướng các bạn. Cây này thì RAM 8 128GB, mọi chức năng hoạt động ok. Đây 8/128GB nhá. Pin 4800, con này pin gọi là cũng rất là bền luôn này. Pin con này cũng nếu là số 2 thì đúng không em nào số 1 luôn. Trong cái phân khúc mà tầm 4 pin 4500 trở lên là dùng đã quá là ok rồi. Cây này 4800 nhá các bác nhá. 4800 luôn. Cây S21 Plus hỗ trợ 5G tại Việt Nam. Tần số quét của màn hình 120Hz nên dùng cực kỳ mượt luôn. Cái tần số quét 120Hz này nhá, nếu các bác nào mà chưa dùng bao giờ ấy, các bác cũng không cảm nhận được đâu. Khi mà dùng thực tế mới biết được là khi bấm một phát các ứng dụng này gần như nó ăn ngay luôn, không có độ chậm trễ gì, các bác nhìn chưa. Đấy, vì đấy là cái tần số quét của nó rất là cao, thế nên bấm phát ăn ngay luôn. Đấy là cái lợi thế của cái tần số quét các bác nhá. Cây này em thanh lý cho các bác giá 8.300.000 một cây S21 Plus Samsung Việt Nam. Đấy, bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến các bác còn mấy cây S20 Plus em thanh lý nốt này. S20 Plus này em cũng bán vội rồi, hiện tại cửa hàng còn đúng 3 cây thôi nhá. Anh em nào chốt thì báo cho em sớm. S20 Plus này thì em thấy cũng rất là hay luôn. Trong cái tầm giá loanh quanh 6 triệu thì em thấy S20 Plus cũng là một sự lựa chọn gọi khủng long luôn nhá. Khủng long luôn, màn hình tràn viền rất là đẹp luôn các bạn này. Hơi bo cong nhẹ thôi, hơi cong nhẹ một chút các bạn nhá. Kích thước 6,7 inch, loa thì loa kép. Cấu hình thì khủng, chạy chip Snapdragon 865, màn 6,7 inch, loa kép, màn thì đẹp trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì hết nhá. Đây này, trong veo trong vắt từ A đến Á, từ trên xuống dưới luôn. Cây này thì cây đầu tiên này thì cây số 2. Cây này thì thanh lý 6.3 triệu, hình thức kiểu nó tầm 97%. Vỏ vùng các kiểu cũng tương đối là đẹp, nói chung là chỉ phẩy nhưng phải rất là nhẹ này các bác nhá. Phải rất là nhẹ thôi, cây này nói chung là như này là ổn lắm rồi. Khi bán ra thì em sẽ tặng cho bác một cái ốp lưng sạc cáp dán màn hình đầy đủ nhá. Đấy. Cây S20 Plus này thì RAM 12/128GB bản Mỹ 2 SIM đã qua vớt sang quốc tế rồi. Anh em chỉ việc dùng thôi. Máy thì được trang bị viên pin là 4500, chip Snapdragon 865 rất là mạnh luôn. Đấy, màn hình 6,7 inch, loa kép. Con này thì dùng anh em dùng toàn thấy khen sướng luôn. Còn S20 Plus này các bác dùng rất là nhiều, chỉ thấy khen sướng thôi. Cây này dùng cực kỳ sướng luôn các bác nhá. Chip ngon, RAM cao, đấy, bộ nhớ cao. Đấy. Máy thì giá rẻ, chỉ có loanh quanh 6 triệu, 6 triệu 3 tùy hình thức. Cây này em thanh lý 6.3 triệu nhá. Cây số 2 này thanh lý 6.3 triệu. Ngoài ra anh em nào mà không quan trọng viền vùng thì anh em chốt luôn cây số 1 này. Cây số 1 này viền sức nhẹ này các bác nhá. Đấy, rất là bé thôi. Lâm tâm nhẹ này, chả ảnh hưởng một chút gì. À đây bên này sức hơi đậm tí. Đấy, cây này thì gọi là viền sức. Lưng ok, lưng con này đẹp, màn thì lại trong veo luôn. Đấy, màn thì được cái màn mà cái lưng trong veo luôn này, màn trong vắt trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì hết. Con này thực ra các bác đặt cổ ốp khoảng 30.000 trên Shopee màu đen về thì nó là số 1 rồi. Thì xong ngay các bác nhá, chả ảnh hưởng gì hết. Cây S20 Plus số 1 này em thanh lý 6 triệu nhá. 6 triệu. Cây số 6 này cũng thanh lý 6 triệu luôn này. Cây này thì lưng đẹp, viền đẹp này. Đấy, góc này hơi xước nhẹ, đấy góc này hơi xước một chút các bác nhá. Đấy, thanh lý 6 triệu. Đây trên này em quay rất là kỹ rồi. Màn đẹp không có xước sát gì hết này. Đấy, 6 triệu luôn, màn trong veo không ám ố không lưu ảnh gì nhá. Có vớt sang quốc tế anh em chỉ việc cắm sim và dùng thôi. Đấy, cây này là cây S20 Plus. S20 Plus nha, 5G, màn 6,7 inch. S20 Plus này thì nó sẽ to hơn S20 thường và thanh lý chỉ có 6 triệu thôi nhá. Cây số 6 này. Đấy, số điện thoại này kia, các bác cần thì cứ gọi thẳng luôn nhá. Gọi thẳng luôn hoặc nhắn tin Zalo các kiểu cũng được cho em nhá. Tiếp theo bây giờ em giới thiệu các bác cái lô điện thoại Note 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ này các bác này. Đây là một cái lô phiên bản Mỹ 2 SIM mà giá thì cực kỳ êm luôn và hợp ví cho các bác nhé. Bây giờ thì giá nó chỉ loanh quanh từ 8 triệu, 8 triệu 3, 8 triệu rưỡi thôi. Cây nào mà sức mạnh 8 triệu, cây nào hình thức đẹp hơn 83, 85 nha các bác nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về cấu hình của bọn này trước. Về cấu hình của bọn S20 Plus, S20 Ultra này nhá. Em về được hai màu, một loại là màu đồng này, một loại là màu đen bóng này. Các bác nhìn chưa? Màu đen bóng rất là đẹp luôn các bác nhìn chưa? Màu đen bóng này khi nghiêng các góc cạnh thì cực kỳ đẹp luôn.
Và dòng này camera của camera lồi, cầm trông rất là hầm hố nhá. Giá loanh quanh 8 triệu rưỡi một cây như này. Đấy, chủ yếu là 8 triệu rưỡi là nhiều. Đấy, hình thức thì có loanh quanh nó tầm 95%. Đấy, cái lô này hình thức loanh quanh 95% như này các bác nhá. Nói chung là nó không đẹp keng nhưng mà nó là máy dùng ổn và ngon, nói chung là giá cả thì hợp lý. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về cấu hình của nó như sau. Kích thước màn hình của Lốt 20 Ultra 5G này như sau. Về thiết kế thì đằng sau được trang bị thiết kế cực kỳ mố luôn, cụm camera lồi to này các bác này. Đấy, thiết kế đẹp nhá, 6,9 inch cơ, màn 6,9 inch. Các bác nhìn chưa, màn rất là to luôn, cầm trên tay này. Đấy, đầm cực kỳ luôn, rất là sướng các bạn. Đấy. Cây Lốt 20 Ultra 5G này thì máy bản Mỹ nhá. Cái lô này của em về là bản Mỹ và hỗ trợ 5G tại Việt Nam. Máy này thì được trang bị kích thước màn hình 6,9 inch, màn trong veo không ám ố đi hết. Cây này thì pin của nó là 4.500 nhá. Pin 4.500, RAM 12, bộ trong là 128GB và được chạy qua chip Snapdragon 865+. Máy này thì được trang bị là màn của nó là màn 2K cộng nha các bác nhá. Đấy, màn 2K cộng. Bây giờ em sẽ tổng kết lại cái cấu hình của con này cho các bác nghe. Thiết kế 6,9 inch, màn 6,9 inch, 2K cộng nhá. RAM 12 trên 128GB, bản Mỹ 2 SIM hỗ trợ 5G. Máy chạy chip Snapdragon 865+, nói chung về độ mượt của nó thì thôi rồi luôn. Cây này thì về độ nghe nhạc của nó thì cũng thôi rồi luôn các bác nhé. Nghe nhạc cực ấm mà hay luôn. Riêng cái dòng Lốt 20 Ultra này em đánh giá cái độ nghe nhạc của nó rất là sướng luôn. Khi mà loa các bác là cái mà bác trải nghiệm hàng ngày ấy, thì các bác mới biết là nó sướng thì nó sẽ... Những cái cây mà loa hay ấy, dùng nó sẽ rất là sướng nhé các bác nhé. Khi mà nghe nhạc hay các bác lướt top top hay lướt YouTube thì lướt gọi là các cái các bác xe âm thanh nó sống động, nghe rất là sướng luôn. Và cái dòng này thì em đánh giá rất là cao. Dòng này đầy đủ bút S Pen các kiểu nhá, bút S Pen các kiểu. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng cây một và giá cả thì em sẽ giới thiệu luôn. Đây là một cây số 9, vì số lượng máy nhà em rất là nhiều, có vài chục cây cơ, tổng cộng là hơn gần 60 cây nhá. Bây giờ em chỉ mới bê đại diện chỗ này là hơn 20 cây thôi, hơn 20 cây, gần 30 cây thôi để em quay thôi nhá các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay nhanh từng cây một. Em sẽ quay từ cây màu đồng trước nhé. Anh em nào mà cần màu đồng thì chốt màu đồng, và anh em nào cần màu đen bóng thì chốt màu đen bóng. Cây số 9, 8 triệu rưỡi. Cây này thì hình thức lưng đẹp nhá, viền vũng sức nhẹ, nói chung tổng quát 95%. Đây, 95% như này. Anh em nào chốt cây nào gọi cho em, đây quay rất là nhanh như này nhá. Anh em nhìn, đấy. Cây này cây số 9 này, 8 triệu rưỡi này. Cây số 1, 8 triệu rưỡi, lưng đẹp, viền vũng cũng sức nhẹ, nói chung là nó cũng chỉ như nhau thôi. Sức nhẹ nhẹ như vậy. Đấy, màn thì đây màn cây số 1 này xước nhẹ, cây này em thanh lý 8 triệu 3 luôn cho các bác. Riêng cây này 8 triệu 3 nhá. Màn xước nhẹ này 8 triệu 3. Đấy, riêng cây số 1 8 triệu 3 luôn nhá. Màu đồng. Màn xước răm nhẹ này. Đấy, xước răm nhẹ như này, dán màn hình lên là hết đến 99% rồi nhá. Nên các bác yên tâm. Cây này em thanh lý ta chỉ có 8 triệu 3 thôi. Các bác biết là cái giá này rất là rẻ luôn. Các bác cứ tham khảo mọi chỗ thì biết. Cái giá 8 triệu 3 một cái Lốt 20 Ultra này là một cái giá cực kỳ êm và mềm luôn nhá các bác nhá. Cực kỳ êm và mềm luôn. Mà một cây Lốt 20 Ultra chỉ có 8 triệu 3 một cây thôi, rất là rẻ nhá. Một số 1 này 8 triệu 3. Đấy, cây số 2. Cây này cây số 2 Lốt 20 Ultra Mỹ 8 triệu 8 nhá. Cây này lưng đẹp này, cây này chắc chắn là hàng đẹp rồi. Đây chỗ này bị cấn một tí này, cấn một tí vỏ này. Đấy, cấn một tí vỏ như này thôi, còn lại mọi chỗ là ok, ngon luôn. Ngon luôn, cấn mỗi chỗ đấy với chỗ này một tí nhá. 8 triệu 8 cây này màn không xước sát gì. Đấy, cây này 8 triệu 8 anh em nhé. Mỗi cây thì giá nó sẽ khác nhau và tiền nó sẽ khác nhau. Một số bác cứ bảo bấm không bấm được cái lệnh sao thăng này là do là cái nhà mạng version ấy, nó sẽ không dùng được cái lệnh đấy nhá. Anh em hiểu ra một tí. Đấy, cái lệnh đấy thì không ảnh hưởng gì đâu. Cái đấy chính là gọi là cái nhà mạng version thì nó không dùng cái lệnh sao thăng thôi. Những cái lệnh cơ bản của cái máy Samsung nó không dùng cái lệnh đấy. Do nhà mạng version nhá các bác nhá. Máy nào mà có bản version nó sẽ không ấm được cái đấy. Đây, cây này là cây số 2, thanh lý 8 triệu 8 này. Cây này đẹp hơn, cây này nó chỉ cấn nhẹ có hai vết lưng chỗ này thì nó chả ảnh hưởng gì, lưng với một chỗ góc này thôi, đâu góc nào nhỉ. Đấy, thì thanh lý là 8 triệu 8 nhá. Tiếp theo cây màu đồng số 3. Cây này thì ok, là cây Lốt 20 thường các bạn. Lốt 20 thường. Cây màu đồng tiếp theo này. Cây màu đồng này 8 triệu rưỡi, thực ra màu đồng em không có nhiều đâu. Anh em nào mà chốt thì có mỗi mấy cây, có 4 cây thì anh em chốt nốt nhá. Còn chủ yếu màu đen là chính thôi. Màu đồng, cây số 13 này, Lốt 20 Mỹ 8 triệu rưỡi. Lưng đẹp, viền sức nhẹ, nói chung là viền cũng sức nhẹ. Nói chung hình thức thì nó loanh quanh tầm 95% thôi. Đấy, màn hình thì cũng gọi là
chắc là cũng sức nhẹ một hai vết tí, đây là tí lấm tấm nhẹ nhẹ này, dán màn hình nên là hết các bác nhá, dán màn hình nên là hết thôi. Cây này thì màn trong veo, nó không am ố gì hết. Cây này là cây số 13, màu đồng nhá, thanh lý nốt 8,5 triệu. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây số 3. Cây này thì thanh lý 8,5 triệu này, nốt 20 Mỹ, viền xấu nhá. Đấy, cây này thanh lý luôn 83 đi. Đấy, cây những cây viền nó hơi xấu này thanh lý luôn trừ 200 nhá. Thanh lý 8,3 triệu trừ luôn 200. Đấy, những cái cây này em thanh lý xả hàng vì cái lô này số lượng về của em rất là nhiều nên giá nó rất là tốt cho các bác nhá. Vì số lượng máy em về nhiều này, em nhập một phát cả 5-70 cây này nên là cực nhiều nên là giá nó sẽ tốt hơn. Đấy, chỉ có 8,3 triệu thôi một cây hình thức như này. Nói chung là các bác chấp nhận mà nó phải nhẹ một chút thì các bác có thể chơi cái loại này được. Đấy, ví dụ cây 8,3 triệu này là hình thức nó sẽ hơi phải hơn một chút các bác nhé. Còn không anh em chốt cây 8,5 triệu. Cây này thì ra em nghĩ những cái cây 83 này các bác về làm có ốp thì cũng là xong thôi các bác nhé. Làm có ốp thì cũng là xong và ok thôi, chả ảnh hưởng gì hết. Mọi chức năng thì em bao full hết nhé. Mọi chức năng bao full hết, màn thì trong veo này, trong veo, trong vắt, không ám ố gì hết. Mọi chức năng thì hoạt động ok. Cây này thanh lý 8,3 triệu, rất là rẻ luôn. Tiếp theo một cây số 11, thanh lý 8,5 triệu. Cây này phiên bản Mỹ, bản Mỹ anh em dùng được 2 sim. Nói chung cứ bản Mỹ này anh em dùng được 2 sim nhé. Đấy, 2 sim. Đây. Đấy, viền vùng các kiểu ngon. Cây này em thanh lý cho các bác là 8,5 triệu. Cây số 11. Tiếp theo cây số 7 này, lưng ok, lưng đẹp này. Viền vùng ok, viền cũng tương đối, bên trên hơi xấu một tí nhá. Bên trên hơi xấu một tí. À đây, cây này có 8,3 triệu thôi. 8,3 triệu bởi vì bên trên nó hơi phẩy một tí như này. Đấy, viền vùng ngon luôn. Cây này thanh lý cho các bác 83, cây số 7 nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây số, cây này cây bản Hàn. Cây bản Hàn này thì đẹp 98%. Lưng đẹp này, viền ngon. Cây này thì em thanh lý 9,5 triệu. Cây phiên bản Hàn. Bản Hàn này thì khác bản Mỹ cái là bản Hàn màn cây này trong veo luôn này. Không có xước sát thì cây này rất là đẹp luôn các bác nhá. Cây phiên bản Hàn này thì RAM 12/256 nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi. Nó khác bản Mỹ cái là bộ nhớ trong của nó cao hơn, nhưng mà nó khác cái là nó chỉ dùng một sim thôi anh em nhé. Cây này thanh lý 9,5 triệu này. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều, anh em nào mà cứ chốt gọi cho em. Đây, ví dụ là loanh quanh 6, cây số 6, cây số 12 này, cây số 5 này, cứ thanh lý là 8,3 triệu, 8,5 triệu, đại loại nó cứ loanh quanh như thế thôi. Anh em nào mà cần cây nào thì trước khi gửi đi em sẽ quay video chụp ảnh chi tiết cho các bác. Riêng cây này nhá, riêng cây số 6 này hôm nay em giảm 300.000. Riêng cây số 6 này lì xì cho anh em 300 luôn. Thanh lý cây này thanh lý nỗ nha các bác nhá. Vì cái lô này em về rất là nhiều của cái lô trước. Thế em thanh lý nỗ luôn, cây này thanh lý 8 triệu. Riêng cây số 6 này thanh lý 8 triệu nhá. Hình thức các bác nhìn lưu ý là hình thức hơi xấu này. Đấy, viền hơi xấu, thanh lý cây này chỉ có 8 triệu thôi. Đấy, một cây lốt 20 ultra 8 triệu luôn. Ngoài ra thì loanh quanh tầm 8 năm thì hình thức nó tầm 95% như này. Em sẽ chia ra hình thức nó hơi phải nhẹ một chút nhá, thì là 8,5 triệu. Đấy, anh em nào mà cần chốt dòng lốt 20 Ultra 5G thì có thể gọi cho em. Số lượng máy thì em rất là nhiều. Anh em nào mà kể cả thợ thuyền mà cần nhập lại máy bán thì cứ inbox nhá, inbox gọi cho em qua số Zalo kia 0911003229. Giá thì em thanh lý chỉ có loanh quanh 8 triệu, 8,3 triệu, 8,5 triệu một cây, rất là rẻ luôn. Thế nên là anh em những cái hàng giá rẻ như này thì anh em chấp nhận là hình thức của nó thì cũng có phải một chút. Đấy, cũng có phải một chút chứ không được đẹp keng đâu. Giá thì rất là êm rồi. Đấy, những cái cây ví dụ cây số 8 này rất là ngon như này này. Đấy, viền vùng các kiểu như này em thấy là quá là đẹp luôn rồi các bác nhá. Một cái cây hàng lướt mà viền vùng như này là rất là ngon rồi. Màn thì đẹp trong veo luôn, không ám ố gì hết, rất nhẹ một hai vết trên này. Dán màn hình lên hết nhẹ, dán màn hình lên hết luôn các bác nhá. Hết đến 99% luôn đấy, sức nhẹ một hai vết thế thôi. Nói chung rất là mờ các bạn, sức nhẹ một hai vết rất là mờ, không ảnh hưởng gì. 8,5 triệu một cây, lốt 20 ultra tặng đầy đủ nhá. Các bác biết em tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp nhanh 25W này, ốp lưng dán màn hình đầy đủ hết. Đấy, riêng cái dòng lốt 20 này em tặng đầy đủ như thế nhá. Sạc cáp nhanh 25W này, ốp lưng dán màn hình, cường lực dán màn hình là PPF nhá, và ốp lưng đầy đủ luôn. Anh em về chỉ việc cắm sim và dùng thôi. Đấy, máy thì giá thì lại rẻ, chỉ có 8,5 triệu một cây. Hôm nay thì bác nào mà quan tâm cây nào thì gọi cho em 0911003229, cửa hàng điện thoại 111 Triều Khúc Hà Nội, anh em ở Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng em xe máy di động MV 111 Triều Khúc nha. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.